đây là phản ứng của nam em Quế Vân sau phát ngôn của Trường Giang sau một tháng im lặng và chịu đựng búa rìu dư luận trong scandal tình cảm với nam em Trường Giang đã quyết định lên tiếng trả lời phỏng vấn của một trang báo mạng Trường Giang khẳng định nam em đang làm tất mọi trò mà Trường Giang nghĩ là người thường không bao giờ làm như vậy bên cạnh đó nam danh hài xứ Quảng cũng cảnh cáo nam em rằng cô hãy cẩn thận nếu cô ấy làm gì tới Nhã Phương thì cô ấy sẽ không bao giờ sống yên ổn ít phút sau phát ngôn của Trường Giang, mà xã hội lại một lần nữa dậy sóng. Đa phần cư dân mạng phẫn nộ và chỉ trích Trường Giang hành động không đáng mặt đàn ông khi đe dọa nam em. Một số khác bất bình vì nam danh hài nói người yêu 30 ngày của mình không được bình thường. Cư dân mạng bình luận soi nổi về phát ngôn gây sốc của Trường Giang mới đây. Đáng chú ý hơn cả là trong số các bình luận trên mạng xã hội còn có sự góp mặt của Quế Vân, trên trang cá nhân của một người bạn viết về câu chuyện scandal đầy chất drama của Nam Em và Trường Giang, Quế Vân đã bày tỏ rằng Nếu họ có điên thì cũng chỉ điên vì tình. Điên tình có nhiều cách thể hiện, người lộ ra ngoài, người khóc thầm bên trong. Đi kèm với bình luận, Quế Vân không quên thả những biểu tượng khá ngộ nghĩnh. Có vẻ như nữ ca sĩ đang chăm biếm những phát ngôn của Trường Giang thêm lần nữa. Quế Vân bất ngờ để lại bình luận sau phát ngôn của Trường Giang liên lạc với quản lý truyền thông của Nam Em để hỏi phản hồi của cô về những phát ngôn của Trường Giang. Người này trả lời vỏn vẹn ba chữ. Im lặng nha. Nhã Phương và ba chàng trai hơn Đức Trường Giang mà cô vô tình bỏ lỡ. Trường Giang may mắn khi có được trái tim của Nhã Phương nhưng lại không biết cách trân trọng. Trải qua một cuộc tình 6 năm không hồi kết, chỉ đến khi gặp Trường Giang, Nhã Phương mới dám mở lòng và quyết định yêu thêm một lần nữa. Nói về người yêu, Nhã Phương thừa nhận rằng khi ở bên Trường Giang, cô được là chính mình, làm diễn viên rất sợ chuyện cả ngoài đời mà cũng diễn với nhau. Nhưng Trường Giang thì hoàn toàn khác. Anh ấy thật là điểm khiến Nhã Phương siêu lòng trước một anh chàng quê mùa kém sắc. Thế nhưng, chính anh chàng sống thật ấy lại khiến cô đau khổ hơn ai hết khi hơn 3 năm hẹn hò, hạnh phúc chẳng được bao nhiêu. Còn chuyện tin đồn cặp kè cô gái khác của Trường Giang thì lại vô số. Ngay cả đến việc giây phút hạnh phúc nhất của một người con gái khi được người yêu cầu hôn, Nhã Phương cũng không được hưởng trọn vẹn. Ngày 18 tháng 1 năm 2017, Trường Giang một mình xông vào lễ trao giải Mai Vàng, đứng trước toàn bộ khách mời và khán giả, lắp bắp cầu hôn Nhã Phương trong một bộ dạng lôi thôi lết thết, người toàn mùi rượu ngày hôm nay anh làm việc này để cho những người đàn ông rình rập xung quanh em và những bánh bèo lãng vạn trước mặt anh sẽ quay mặt bỏ đi câu nói của trường giang cho thấy anh đang cảm thấy lo lắng khi có người để ý đến nhã phương sợ mất đi người yêu nên trường giang phải làm tất cả mọi việc để giữ cô lại cho dù là cách thiếu suy nghĩ nhất việc làm mang tính cá nhân của trường giang quả thật đã khiến nhã phương trở thành cô gái đáng thương trong mắt công chúng một thời gian dài vì như bị ép cưới nhưng cũng trong tình cảnh hỗn loạn ngày hôm đó, cũng có một người lặng lẽ ngồi đằng sau chứng kiến tận mắt và không hề nở một nụ cười chúc phúc, đó là Nhan Phúc Vinh. Người tình tin đồn và ba lần gặp nhau trên màn ảnh. Năm 2015, Hương Bưởi là dự án đầu tiên mà Nhan Phúc Vinh và Nhã Phương nên duyên trên màn ảnh. Ngay từ ngày đầu hợp tác, không cùng xuất hiện xuyên suốt cả bộ phim, nhưng cả hai đã thể hiện những cảnh quay tình tứ ngọt ngào, đầy ấn tượng sau khi phim đóng máy, nhã phương và nhàn phúc vinh vẫn chỉ giữ mối quan hệ bạn bè. cùng năm đó, cả hai còn đóng cặp thêm một phim nữa là thám tử miệt vườn và càng trở nên thân thiết hơn. đến cuối năm 2017, nhã phương và nhàn phúc vinh lại có dịp hợp tác chung trong bộ phim ngày ấy mình đã yêu. lần thứ ba đóng phim cùng nhau, nhà phúc vinh và nhã phương kết hợp càng ăn ý, vì đã quen từ trước những hình ảnh thân thiết của cả hai tại phim trường khiến ai cũng nghĩ họ sắp thành một cặp. Ngày 27 tháng 12 năm 2017, nhà Phúc Vinh chia sẻ một bức ảnh chụp cùng Nhã Phương với lời nhắn Sắp về đích rồi, cố lên. Càng đến gần đích thì cảm giác càng xa. Hai tuần sau, nam diễn viên tiếp tục đăng tải một bức hình cả hai chụp chung kèm theo dòng trạng thái mập mờ. Tạm biệt các tình yêu, kết thúc một chặng đường, kết thúc một kỷ niệm đẹp. Miss you ngày ấy mình đã yêu. Câu nói của anh càng khiến cho mọi người nghi ngờ và gán cho Nhan Phúc Vinh, danh hiệu, kẻ thứ ba ngán đường tình duyên của Nhã Phương và Trường Giang. Đứng trước những lời chỉ trích, bên Nhã Phương đã chính thức lên tiếng, họ chỉ là đồng nghiệp mà thôi. Trong khi đó, Nhan Phúc Vinh bày tỏ rất bất ngờ về tin đồn có quan hệ tình cảm với cô. Thế nhưng điều quan trọng nhất là xác nhận hay phủ nhận anh đều không bàn đến. Bắn đi một thời gian xa màn cầu hôn tại Mai Vàng, Trường Giang và Nhã Phương đã chính thức quay lại. Tưởng chừng như mọi việc đã êm xuôi thì năm em lại xuất hiện và tự nhận là người thứ ba. Tố cáo Trường Giang bội bạc, chuyên thả thính những cô gái trẻ đẹp dù đã có hôn thê. Nhã Phương một lần nữa trở thành cô gái đáng thương nhất khi năm lần bảy lượt bị người yêu cắm sừng. Được Nhã Phương tin tưởng nhưng Trường Giang đã ném niềm tin đó qua cửa sổ thì lẽ tất nhiên một chàng trai tốt như Nhan Phúc Vinh nên được trân trọng. Người tình thời thanh xuân rực rỡ nhất Có thể nói mối tình màn ảnh đình đám nhất của Nhã Phương đó chính là Canteo. Cả hai đóng cặp với nhau trong hai phần của tuổi thanh xuân. Chính nhờ tuổi thanh xuân mà tên tuổi cả hai bất ngờ vụt sáng trong show bích việt. Qua thời gian làm việc, giao lưu cùng nhau tại phim trường, tôi cảm nhận thấy Nhã Phương là một cô gái rất tốt bụng và thân thiện. Do vậy, chuyện nảy sinh tình cảm cũng là điều khó tránh khỏi. Nhưng trước hết, mối quan hệ giữa chúng tôi là tình bạn tin bạn thân thiết thực sự. Từ phần 1 tới giờ, đối với tôi, Canteo là một bạn diễn tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Bạn ấy luôn tạo cho tôi cảm xúc để diễn. Sau khi kết thúc phần 1, người hâm mộ còn cố ra sức gán ghép Nhã Phương và Canteo, mong mỏi họ một ngày sẽ nên duyên. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện cùng nhau trên truyền hình, cả hai thường dành cho nhau những cử chỉ quan tâm rất đúng mực bạn bè. Đôi khi sẽ có những tương tác nhỏ, dễ thương, ít nhất để các fan vui lòng. Cũng có không ít lần Canteo khiến cho hàng ngàn cô gái phải sao xuyến thay nữ chính vì những câu nói hết sức ngôn tình, hành động lao nước mắt hay nựng má nhã phương. Nhưng ai cũng hiểu rằng đó là tình cảm giữa Linh và Trương chứ không phải là nhã phương và Canteo. Khi gặp lại Phương tại lễ trao giải VTV Aqua, tôi không hình dung được là thời gian đã trôi qua nhanh như thế. Có thể do quá trình quay tuổi thanh xuân khá dài nên nhìn thấy Phương là tôi lại nhìn thấy Linh mà thấy Linh thì tôi lại nghĩ mình là Junsu nên cảm giác thân thiết hơn nữa. Nhìn thấy Phương là thấy hạnh phúc. Kandio chia sẻ. Rất may cho Trường Giang khi Nhã Phương và Kandio chỉ dừng ở mức bạn bè. Nếu không, Nam Danh Hài đã có một đối thủ đáng gờm, vừa trẻ trung điển trai, vừa có tính cách điềm đạm hơn anh rất nhiều. Người cầu hôn khiến Nhã Phương hạnh phúc hơn cả Trường Giang. Không chỉ có Nhan Phúc Vinh và Candeo, Nhã Phương cũng từng gây tranh cãi khi để cho nam ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân ôm ấp tình cảm đúng lúc đang livestream trên trang cá nhân. Thời điểm đó, Nhã Phương và Trường Giang đang vướng phải vô số tin đồn như bất hòa, chia tay. Nhiều ý kiến cho rằng cô không nên quá thân mật với đồng nghiệp nam như vậy ở ngoài đời, nhất là khi đang có hàng trăm tin đồn bổ vai như vậy. Sau tất cả, Nhã Phương cũng phải lên tiếng đính chính về tin đồn có nhiều lúc tôi muốn đứng lên thanh minh cho những oan ức của mình nói rằng tôi không phải người như vậy nhưng rồi sau bao nhiêu lần muốn đứng lên tôi lại ngồi xuống sau bao nhiêu lần muốn nói ra tôi lại im lặng không phải tôi lựa chọn yếu hèn chỉ là tôi lựa chọn bình yên nhã phương chia sẻ đây là lần hiếm hoi nhã phương tự mình lên tiếng trước để tránh liên lụy đến bạn diễn vì anh chàng bị lôi vào câu chuyện tình cảm rắc rối giữa cô và trường giang có thể nói ngoài đời tình bạn giữa Nhã Phương và Nguyễn Trần Trung Quân như tình chị em. Ngay khi nhận được mời đóng MV, cô đã lập tức đồng ý. MV trong trí nhớ của anh, Trung Quân nhận được nhiều thành công, không hề nhỏ khi lối diễn xuất của Nhã Phương được mọi người công nhận. Mọi cảm xúc của cô trong MV đều khiến người xem cảm nhận rất chân thực. Lần đầu tiên khán giả thấy một Nhã Phương phá cách đinh thế. Cắt tóc ngắn, ăn mặc như một người con trai và có tình cảm hết sức mạnh liệt. Thậm chí trong MV còn có một cảnh cầu hôn giữa Trung Quân và Nhã Phương mà Nhã Phương biểu lộ được cảm xúc hạnh phúc thật sự từ ánh mắt cho đến nụ cười. Cũng chính cảnh quay này khiến cho cư dân mạng luôn lấy ra so sánh với màn cầu hôn tai tiếng của Trường Giang. Có nhiều chàng trai tốt xung quanh như vậy nhưng Nhã Phương vẫn luôn quan niệm rằng không cần Trường Giang, phải nói yêu chỉ một mình tôi biết điều đó là đủ rồi. Chính vì thế, dù biết hết mọi chuyện, cô vẫn luôn trung thủy với Trường Giang, bỏ qua mọi lỗi lầm trong quá khứ của anh Giang. Thế nhưng kết quả nhận được liệu có xứng đáng với tình cảm cô bỏ ra. Những ngày sau khi sự việc Nam Em và Trường Giang lén lút hẹn hò rùm bèn trên mặt báo, Nhã Phương lựa chọn im lặng. Rất nhanh sau đó, chỉ một hai tuần, cô đã bình tĩnh xuất hiện trước công chúng, ăn diện lộng lại xinh đẹp, không tỏ ra đau khổ hay căm thù Trường Giang, càng khiến cho nhiều người nể phục một cách thật sự có lẽ cô cũng đang phải đấu tranh giữa việc có chia tay kẻ phản bội nhưng lại còn quá nhiều tình cảm hy vọng rằng nhã phương sẽ lựa chọn được cho mình một con đường đúng đắn nhất để có được hạnh phúc về sau